sáng ngày 18 tháng 5, tại hội trường trụ sở Trung ương Đảng, hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 họp phiên bế mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu bế mạc hội nghị. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ điều hành hội nghị. Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị đối với các ý kiến thảo luận của Trung ương tại hội nghị. Trong phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tại hội nghị lần này, Ban chấp hành Trung ương đã xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban chấp hành Trung ương đã nhất trí cao thông qua nghị quyết của hội nghị. Đánh giá cao sự chuẩn bị của các tiểu ban, Ban chấp hành Trung ương nhất trí về cơ bản với dự thảo đề cương các báo cáo và cho nhiều ý kiến chỉ đạo quan trọng đối với các đề xuất, kiến nghị của các tiểu ban. Ban chấp hành Trung ương yêu cầu các tiểu ban cần khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của hội nghị, hoàn thiện các đề cương, bảo đảm sự thống nhất giữa các báo cáo, nhất là về chủ đề, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và mục tiêu tổng quát. Trên cơ sở đó sớm bắt tay xây dựng dự thảo các văn kiện theo kế hoạch đã đề ra, trình bày ngắn gọn xúc tích, rõ ràng dễ hiểu, dễ nhớ dễ thực hiện. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, trong quá trình chuẩn bị các văn kiện, phải căn cứ vào kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 13, các nghị quyết của Trung ương, tổng kết 40 năm đổi mới, 15 năm thực hiện điều lệ và cương lĩnh của Đảng, bổ sung, phát triển năm 2011, đồng thời bám sát vào cương lĩnh, nghị quyết Đại hội 13, các nghị quyết Trung ương khóa 13 và thực tiễn của đất nước để đánh giá một cách khách quan, khoa học toàn diện các vấn đề, nhất là những vấn đề phức tạp mới phát sinh, phân tích sâu sắc các nguyên nhân, dự báo có cơ sở khoa học tình hình đất nước, khu vực và thế giới, để từ đó xác định đúng đắn các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược cho nhiệm kỳ tới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng cho biết, Ban chấp hành Trung ương đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, xác đáng vào tờ trình và dự thảo chỉ thị của Bộ Chính trị, tập trung thảo luận, phân tích, tạo sự đồng thuận cao những nội dung Bộ Chính trị xin ý kiến, bao gồm những nội dung chỉ thị số 35/CT/TW còn phù hợp, những nội dung cần kế thừa nhưng phải có điều chỉnh bổ sung, những nội dung cụ thể hóa các nghị quyết, quy chế, quy định của Trung ương khóa 13, những nội dung không kế thừa chỉ thị số 35/CT/TW cần được lược bỏ cho phù hợp với thực tiễn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp phải gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, bảo đảm hiệu quả cao. Chú ý phát hiện, giải quyết những vấn đề thực tế đang đặt ra, nhất là những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy phải thực hiện theo đúng điều lệ, quy chế, quy định của đảng, rà soát thật kỹ để lựa chọn, giới thiệu và bầu được những đồng chí thực sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú ý phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có triển vọng, bảo đảm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc. Ban chấp hành Trung ương giao cho Bộ Chính trị, sau hội nghị này, khẩn trương chỉ đạo sớm hoàn chỉnh và ban hành chỉ thị để định hướng cho toàn đảng, chuẩn bị và tiến hành thành công đại hội các cấp, góp phần cho thành công đại hội 14 của đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tại hội nghị này, Ban chấp hành Trung ương đã dân chủ thảo luận, kỹ lưỡng xem xét và thống nhất cao về phương án kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 5 tới. Và với tỷ lệ số phiếu tín nhiệm cao bầu bổ sung vào Bộ Chính trị các đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tại hội nghị lần này, Ban chấp hành Trung ương đã quyết định để đồng chí Trương Thị Mai thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 để nghỉ công tác vì đã có vi phạm về các điều đảng viên không được làm. Ban chấp hành Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với các đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, và cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với đồng chí Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy,
nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vì đã vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu ngay sau hội nghị này cần phải nghiêm túc, khẩn trương nghiên cứu, hoàn chỉnh các đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội 14, trình Hội nghị Trung ương 10 xem xét, quyết định vào cuối năm nay để gửi xin ý kiến của Đại hội Đảng bộ các cấp.